Em có thể vào ban của các anh, nhưng em có một điều kiện. Bất cứ điều kiện gì cũng được. Đuổi cô ta ra khỏi ban. À, hả? Em còn có thể thuyết phục Diệp Quy gia nhập ban của anh. Nè. Không cần đuổi, tự tôi rời khỏi.